Thưa quý vị, liên quan đến vụ hai tàu cá Quảng Nam bị lốc xoáy đánh chìm trên biển, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, đến 11 giờ trưa 17 tháng 10 năm 2023, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cứu thêm được hai thuyền viên là Đỗ Văn Hảo và Đặng Minh Vương ở xã Tam Giang. Hiện sức khỏe của các thuyền viên này khá yếu. Tổng số người đã cứu hộ thành công là 80 người, trong đó một người đã tử vong. Lực lượng chức năng cũng đã xác định được danh tính 15 ngư dân mất tích. Cụ thể, tàu cá QNA-90129TS mất tích 14 ngư dân đều ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, trong đó người lớn nhất 62 tuổi và nhỏ nhất là 24 tuổi. Thuyền viên tàu QNA-90927TS mất tích được xác định là ông Nguyễn Duy Định, 63 tuổi, ở thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành. Ngay trong sáng 17 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Chí Thanh đã ký công văn số 7065 gửi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đề nghị chỉ đạo vùng 4 Hải quân, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 4 và Cảnh sát biển huy động lực lượng hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn ngư dân Quảng Nam mất tích trên biển. Ngoài ra, huyện Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thành lập Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp đóng tại đồn cửa khẩu cảng Kỳ Hà do ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng ban cùng các lực lượng chỉ đạo tiếp tục xử lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đã huy động 8 tàu đang hoạt động gần khu vực tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích. Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10, tàu cá QNA-90129TS do ông Lương Văn Viên, 47 tuổi, ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực. Trên tàu có 54 lao động đang hoạt động cách đảo Sông Tử Tây, Trường Sa, khoảng 70 hải lý thì bị lốc xoáy làm chìm tàu. Tàu cá khác hoạt động gần khu vực này đã vớt được 40 thuyền viên tàu chìm. Hiện còn 14 ngư dân mất tích. Các tàu cá hoạt động gần khu vực được kêu gọi hỗ trợ tìm kiếm. Ngoài ra, vào khoảng 1 giờ sáng 17 tháng 10, tàu cá QNA-90927TS do ông Trần Công Trường, 42 tuổi, ở xã Tam Giang làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực. Trên tàu có 38 ngư dân đang hoạt động cách bờ biển thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thì bị sóng đánh chìm. Tàu cá khác hoạt động gần khu vực này đã vớt được 37 ngư dân trên tàu chìm. Những tin tức mới nhất về vụ việc sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào.